Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại cái thăm kênh mình nhé. Và hôm nay nhân dịp đầu xuân thì mình lại cùng các bạn đi tham quan một ngôi chùa được cho là cổ nhất khu vực ngoại thành Hà Nội các bạn nhé. Và ngôi chùa đó thì có tên gọi là chùa Tây Phương. Và chùa Tây Phương thì nằm ở địa bàn huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội. Và cách khu vực đường Láng Hoa Lạc đi theo đường hướng 419 khoảng độ 2 cây thì các bạn sẽ theo hướng tay trái các bạn nhé. Đây, rẽ theo hướng tay trái đây. Và cách khoảng 2 cây nữa là sẽ đến chùa. Đứng thẳng đường này là rẽ vào khoảng 2 cây là sẽ đến. Và chắc là ngôi chùa nằm trên đỉnh đồi kia. Mới làm nên là có đi trước ở chỗ mới á, đây là mới luôn. Ngày xưa này nó không có hồ ấy, mình đào thành à? Không, ngày trước có hồ rồi ạ. À, ngày trước có hồ mình cải tạo lại đi. Và đây là khu vực cổng chùa các bạn nhé. Chùa Tây Phương này có từ lâu lắm rồi cô nhỉ? Vâng, có từ thứ 3 mà. Thế cử thứ 3 bán người ta làm thành bây giờ, rất là đang một ngôi chùa nhỉ? Đọc sách người ta nói lại. Ừ, tức là mình nghe đọc sách báo chứ còn. Tại vì là báo chí người ta cũng nói là cái chùa này là cổ nhất. Vâng. Tượng Phật các thứ là cổ nhất. Tất cả tượng đều là đặt vào gỗ mít. Mấy ông tượng to ở ngoài là gỗ mít tất à? Vâng. Bậc đi lại sửa lại hay vẫn như ngày xưa. Thế à? Chính cái để thế nó mới đẹp. Không có sửa đâu. Ừ. Sửa bây giờ mới là không tốt. Nó phải như cổ điển như ngày xưa mới tốt. Có đông khách không cô? Không phải. Nếu mà không dịch bệnh mùa xuân này thì đông khách lắm. Như hôm nay là quá đông luôn. Hôm nay là 18 tháng 3 nè. Chùa Tây Phương đây này anh ơi. Và bây giờ thì mình sẽ dễ vào để mua vé. Ai được mua vé anh ơi? Giá vé là 10.000 một người các bạn nhé. Và đây là những thềm bậc đá ăng đầu tiên ngay từ chân dốc các bạn nhé. Tất cả được xây dựng bằng đá ăng suốt từ thời xa xưa. Rất là cổ kính và rêu phong. Và theo như bà con địa phương nói là phải để nguyên bản, không được sửa chữa gì. Và ngôi chùa thì được tọa lạc trên đỉnh đồi các bạn nhé. Ở đây là bà con đang bán những cái hàng đặc sản của địa phương. Nút hai bên chạy đường. Chào bà nhé. Đông khách không bà? Cháu lại không mua đồ ấy. Và đây là gà đồi, gà vườn, có đủ rết các bạn nhé. Gà thả vườn. Và bà con thì ở ngay sát hai bên chệ lối đi. Rất là rêu phong và cổ kính.
đây gà thả vườn đây. Tuy nhiên thì cái đường đi hơi nhỏ và bà con thì ở ngay sát hay bên. Đây là sắp đến đỉnh đồi các bạn nhé. Bà con bán hàng rất là đông đủ. Bán hàng không các bác? Ngày sáng ai dùng mưa ăn rồi anh ơi. Chứ ăn quá. Năm nay khó lắm ạ. Khó rồi. Trên nơi không dính đâu nhưng mà vào nghỉ uống nước anh ạ. Vâng, mọi thứ cái tí em xuống nhá. Vâng. Em đang làm việc rửa. Anh ơi, mời anh vào nghỉ em trên nước. Tí em xuống, ngày em đang làm việc rửa. Vâng, xuống anh nhá. Hàng mây tre đan. Rồi đặc sản ở đây là bánh chè Nam các bạn nhé. Phía bên tay trái là núi Yên Gia. Và ngay bên bên phải đây là chắc là lối vào đây. Và đây là toàn bộ cái quang cảnh phía trước cổng chùa các bạn nhé. Thật là tuyệt vời. Toàn bộ ngôi chùa nằm gọn trên đỉnh dục quả đồi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng vào để tham quan phía trong chùa các bạn nhé. Và ngay ở phía ngoài thì là pho tượng Phật Bà, nhìn tay nhìn mắt các bạn nhé. Công trình kiến trúc quá là độc đáo. Những nét đục chạm hoa văn cực kỳ là độc đáo và cũng đã được lưu truyền hàng mấy ngàn năm nay các bạn nhé. Và đây là những bức tượng được cho là cổ nhất khu vực miền Bắc các bạn nhé. Đúng là những pho tượng cổ.
trình tuyệt vời. Và ngay ở quan phía trong đây là nơi mà thờ 18 vị La Hán, được cho là cổ đại nhất các bạn nhé. Quả nhiên đúng là một ngôi chùa cổ các bạn nhé. Đây các vị La Hán, 18 vị La Hán anh hùng đây, rất là cổ đại. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau ra để phía ngoài chùa các bạn nhé. Và đây là lối xuống ngôi chùa nhỏ dưới chân đồi. Tuy nhiên là vì thời gian nó cũng muộn cho nên là mình cũng không có thời gian để xuống. Và đây là dãy hành lang đi xuôi theo phía hậu cung. Và toàn bộ khu vực tham quan chùa được xây dựng theo thiết kế theo kiểu đá mái các bạn nhé, cực kỳ là độc đáo. Đây là toàn bộ khu vực hậu cung các bạn nhé. Và đây là khu vực để chứa nước, vì nhà chùa ở trên đỉnh quả đồi cho nên là phải rất là lớn. Toàn bộ khu vực này là bể chứa nước đất các bạn nhé. Toàn bộ dãy nhà tam quan được thiết kế kiến trúc theo kiểu đá mái cực kỳ là cổ đại. Tuyệt vời. Thank you.
vâng, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ tiếp theo các bạn nhé. Xin chào.